Lim Jong-won, ca sĩ đánh bại BTS, Blackpink bị tóm bỏ khẩu trang, làm điều cấm kỵ giữa mùa dịch. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam ca sĩ nhạc rock nổi đình nổi đám Lim Jong-won đã bị bắt gặp hút thuốc trong giờ giải lao khi quay chương trình Pinpong School vào sáng ngày 4 tháng 5. Đáng chú ý, đây là khu vực cấm hút thuốc. Chưa hết, Lim Jong-won cũng bị bắt gặp không đeo khẩu trang khi tất cả các nhân viên xung quanh đều đeo để phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù không nổi đình nổi đám tại thị trường quốc tế, nhưng ca nhạc sĩ rock Lim Jong-won lại là cái tên đặc biệt được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là quán quân chương trình Mr. Trot từ nhiều lần vượt lên trên cả BTS, Blackpink trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu. Lim Jong-won có hình tượng nghiêm túc, giọng ca ngọt ngào, chiếm được thiện cảm của số đông công chúng. Thế nên ngay lập tức, tin tức này đã khiến mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ và hiện đang đứng vị trí nô quanh cổng thông tin Naver. Về hành động hút thuốc trong khu vực cấm, một nhà sản xuất tuyên bố rằng, cho dù anh ấy đang nghỉ giải lao, thì việc hút thuốc tại khu vực đó là không phù hợp bởi có nhiều nhân viên không hút thuốc và các thiết bị quay phim xung quanh đều rất đắt tiền. Việc không đeo khẩu trang giữa lúc dịch COVID-19 vẫn đang căng thẳng cũng khiến quán quân Mr. Trot bị netizen ném đá kịch liệt. Trước nam ca sĩ, nhiều ngôi sao khác cũng từng bị chỉ trích vì hành động không đeo khẩu trang hay tụ tập đông người như Jennie, Blackpink, Cha Eun-woo. Hiện tại, công ty quản lý của Lim Jong-won vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Nhạc rock được xem là một thể loại nhạc pop của riêng Hàn Quốc và đã xuất hiện từ những năm 1900. Các khán giả lớn tuổi cực kỳ thích thể loại nhạc này và sau sống còn Mr. Trot phát trên kênh TV Chosun cực kỳ ăn khách. Đây là nơi để các thí sinh nam thuộc đủ mọi ngành nghề, lứa tuổi khác nhau cùng thi hát nhạc trot và chàng trai Im Jong-won đã chiến thắng với 1,4 triệu phiếu bầu. Đã vậy, Im Jong-won lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhưng đã có tổng điểm ngang ngửa với BTS, một chuyện mà chẳng ai ngờ được. Những từ khóa liên quan đến Im Jong-won cũng toàn hiệu ứng tích cực như chiến thắng, cuốn hút xuất hiện. Từng bị chế giễu là thứ âm nhạc dành cho các bà già, nhạc trot bỗng hot trở lại. Rất nhiều người Hàn chủ yếu ở độ tuổi 40 trở lên đang cổ vũ sự thay thế âm nhạc thần tượng K-pop ở một trong những xã hội già hóa nhanh nhất thế giới. K-pop giờ đây đã là một ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu trị giá hàng tỷ USD với vô vàn nhóm nhạc thần tượng đầy màu sắc, nổi bật nhất phải kể đến BTS và Blackpink với lượng người hâm mộ khổng lồ bên ngoài Hàn Quốc. Nhưng tại quê nhà, khi ca sĩ nhạc trot đang ngân nga những bản ballad cũ thì lượng người hâm mộ dòng nhạc này cũng tăng lên chóng mặt. Park Woo Jung, một thành viên 54 tuổi của El Pero cho biết, đất nước chúng tôi đang già đi, nhưng thật khó để tìm ra những bài hát mang lại sự đồng cảm về cảm xúc cho thế hệ già vì âm nhạc đang quá thiên về idol. Khi nghe Lim Jong-won hát, tôi cảm thấy giọng hát của anh ấy thật đẹp và thật dễ chịu. Single mới của Lim Jong-won cũng đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến vào đầu tháng này. Khi Lim Jong-won bước ra từ chương trình thực tế Mr. Trot và trở thành người mẫu quảng cáo cho một chiếc ô tô, doanh số bán hàng tăng đến 63% trong tháng 5 và 98% vào tháng 6 khi so sánh với doanh số trung bình hàng tháng của hãng xe từ tháng 1 đến tháng 4.